Khi hoa anh đào nở, vợ chồng già đối xử tôn trọng nhau, cụ ông bệnh nặng đã hồi phục sức khỏe, bạn bè, biến thể loài, chẳng trách Nhật Bản coi đây là quốc hoa, bạn có thể trở thành avatar nếu ăn nó không? Trời mưa luôn khiến người ta khó chịu, đặc biệt khi đây là thời điểm đẹp nhất để thưởng thức hoa anh đào, những bông hoa gần đó đã héo, tôi e rằng kế hoạch năm nay của bố mẹ Nobita cũng vô ích, Nobita hiếm khi thấy bố mẹ chán nản như vậy, tôi thực sự không thể hiểu được nó, Lan Béo dự định để hắn tự mình trải nghiệm, rồi anh lấy ra một giỏ phấn hoa, giống như trong truyện công nội Hu Hu, rắc bột này ở đâu thì hoa anh đào sẽ nở. Theo dự báo thời tiết, không chỉ những địa điểm ngắm hoa nổi tiếng ngày xưa đã biến mất, và chỉ một số nơi sẽ có nắng trong tương lai. Vì thế khi Nobita nói rằng cậu ấy muốn thưởng thức hoa, bố mẹ tôi đều có vẻ hoài nghi về cuộc sống. Tôi thấy Lan Béo lấy cây thông Noel ra, rắc bột hoa nở, một cây hoa anh đào lập tức nở hoa. Tiếp theo, Mập Mạp yêu cầu cả sân trở thành thiên đường hoa anh đào. Bây giờ gia đình cuối cùng cũng có thể thưởng thức hoa. Nhìn thấy nụ cười đã mất từ lâu trên khuôn mặt cha mẹ tôi, Nobita cuối cùng cũng hiểu được ý nghĩa của việc thưởng hoa. Nobita chấp lấy cơ hội tốt này để học hỏi Lôi Phong, đến cổng trường nơi đang diễn ra lễ khai giảng, để gia đình chụp ảnh theo ý muốn, hình ảnh cây hoa anh đào làm nền. Ông Thẩm Thành trân trọng chậu cây hơn cả con ruột của mình. Thời gian phục vụ một tách trà, sân nhà cậu được Nobita biến thành vườn hoa anh đào. Ông già nằm liệt giường đã nhìn thấu thế giới phàm trần. Tôi đang nghĩ đến việc đợi cho đến khi hoa anh đào ngoài cửa sổ rụng, tôi gần như đã lái xe về phía tây Hesi. Không ngờ hoa lại nở trong chớp mắt. Nobita đã thành công kỳ tích y học tư thế ngồi dậy khi bị liệt. Tiếp theo, Nobita gọi tất cả bạn bè của mình lại. Trước mặt họ, hoa anh đào nở rộ trong không gian rộng mở. Mọi người vui vẻ trải thảm dã ngoại, sử dụng khăn trải bàn dành cho người sành ăn của Blue Party, gợi lên rất nhiều. Tôi nhìn thấy đồ ăn ngon đến nỗi miệng tôi chảy nước miếng. Thưởng thức hoa trong khi nấu ăn, FAT Tiger còn trình diễn hàng loạt tiết mục gây thót tim hơn là mang tính giải trí. Sau đó mọi người chơi rất nhiều mini game, cuối cùng Party Blue cũng làm được tháp sâm panh. Chưa kể mọi người đã có bao nhiêu niềm vui ăn thỏa thích. Nhưng khi Shizuka nghĩ đến việc lễ hội hoa anh đào bị hủy bỏ, tôi cảm thấy buồn. Suy cho cùng, đây là màn trình diễn truyền thống thu hút nhiều sự chú ý. Tuy nhiên, Party Blue đang ở đây, còn điều gì không thể đạt được? Những người bạn nhất trí đồng ý tham gia vào trận chiến hoa anh đào, chúng ta hãy họp mặt trước nhé. Người chồng nói, nếu bạn muốn làm điều đó, hãy làm điều đó với một tấm vé lớn. Vì vậy, sau khi phân chia địa bàn chiến đấu, những người bạn của tôi đều quay trở lại nhà của họ để tìm mẹ của họ, mong chờ màn đêm đến. Màn đêm buông xuống, Party Blue phân phát thiết bị cho mọi người. Trận chiến chính thức bắt đầu. Người chồng trước tiên để bờ sông tràn ngập hoa anh đào, ngay cả mặt nước cũng không tha. Sau đó FAT Tiger biến hình thành chiếc Boeing 747, biến cả con phố thành đại lộ hoa anh đào. Rồi còn có Shizuka, một học sinh giỏi, ham học hỏi. Cả ngôi trường được cô biến thành thế giới hoa anh đào. Lan Béo và Nobita rõ ràng là hai người sành ăn. Hãy để các quán ăn vặt trên phố thương mại tràn ngập hoa anh đào. Cứ như vậy cả thành phố tràn ngập hoa anh đào, bình minh ló dạng giữa bầu trời đêm. Trận chiến nở hoa anh đào của mọi người cuối cùng đã hoàn tất. Từ mặt nước tới cầu vượt đến trường, hoa anh đào nở khắp nơi. Ngay cả nhân viên của lễ hội Sakura cũng bị sốc. Họ quyết định triệu tập lại lễ kỷ niệm đã bị hủy bỏ ban đầu. Xem những lễ kỷ niệm sôi động và mọi người hạnh phúc, bạn bè đều rất tự hào. Nhưng chỉ có Dacian là không thấy đâu. Hóa ra anh ấy đã đi kiểm tra những khoảng trống và bù đắp chúng. Hổ Béo bảo anh ta nhanh chóng tới đây và cùng nhau lên đường. Ai biết rằng Nobita có thể bị vấp ngã trên không? Cả túi phấn được rắc lên người bạn, một tia sáng thánh thiện. Tất cả mọi người ngoại trừ Nobita trong nhóm nhân vật chính, tất cả đã hóa thành đầu hoa anh đào, và anh ấy cũng trông khá cá tính. Nobita bỏ chạy. Suy cho cùng, Nobita cũng không thể đánh bại được bốn ông lớn. Nếu bạn bè tôi cũng có phấn hoa nở rộ, bạn muốn hoa anh đào nở ở đâu? Học sinh tiểu học này đã đặt trước toàn bộ rạp chiếu phim, nhưng không đề xuất. Tình yêu không có mục đích hôn nhân có được coi là LM không? Thật là một trò chơi thú vị, ai không muốn thử nó? Nhìn vào đội tiến lên, dù sao cũng đến lượt Nobita rồi. Không ngờ FAT Tiger bất ngờ bay lên, bạn bè chim thú tản mát, chàng trai chỉ có thể quỳ gối và thành kính bày tỏ lòng thành kính. Cuối cùng chỉ có Nobita là không chơi được, tìm kiếm Shizuka để xoa dịu tâm hồn tôi. Nhưng vợ tôi cũng không vui, tôi đang định xem phim hoạt hình Shikam, nhưng có hàng ngàn con mắt nai, thật khó để có được một phiếu bầu. Nobita muốn hẹn hò với Shizuka trong phòng khách, không ngờ học sinh đứng đầu lại đến cướp cô gái. Tôi nghe nói tôi muốn xem anime Shikama. Học sinh đứng đầu nói nhà em có TV màu 100 inch chiếu hình 3 chiều. Chứng kiến hai người ngoại tình giữa thanh thiên bạch nhật, Nobita khóc như một con chó đơn độc. Khi người ta giận dữ, tôi chỉ muốn tìm một nơi yên tĩnh, không ngờ lại là chỗ ngủ trưa của Nobita. Anh ta cũng bị chiếm giữ một cách tàn nhẫn bởi người đàn ông to lớn bị trói chân. Tôi thấy Nobita gây rắc rối một cách vô lý. Lan Béo quyết định giúp Nobita tìm niềm vui khác. Ví dụ, hãy nhìn Shikam-chan. Nhưng ngay khi bạn rời khỏi phòng, Nobita hoảng sợ. Tôi luôn có cảm giác như mình sắp bị đá vào lần nữa, như cơn giận dữ không thương tiếc của mẫu hậu. Hoặc có thể chương trình đã bất ngờ bị cất khỏi kệ. Nhưng khi TV bật, Nobita hoàn toàn lo lắng quá mức. Hai người trông như đang nóng nảy. Bố đột ngột chuyển kênh. Nếu bạn không được phép xem anime Shikam, bạn là kẻ thù của sự sống và cái chết. Béo Lan lấy chip thuê ra. Con chip tuy có những chức năng nhỏ nhưng thật tuyệt vời. Thổi nhẹ nhàng, dính vào TV, bố bị mẹ gọi đi. Chỉ cần gắn chip nghĩa là việc thuê tàu thành công. Điều quan trọng nhất là bạn không cần tiền. Thấy hôm nay mọi chuyện không ổn, Nobita đã gửi một loạt chip. Tôi có con chip trong tay. Nobita trước tiên phải lấy lại lãnh thổ của mình. Tôi muốn hiểu tại sao, nhưng ai sẽ sợ học sinh tiểu học?
Nobita không còn cách nào khác đành phải dùng thủ đoạn. Ông lớn bị trói chân lại làm công nhân, tôi phải quay lại và chuyển gạch. Nobita chỉ muốn chợp mắt một lát, nhưng anh ta có một kế hoạch tàn nhẫn hơn. FAT Tiger đang chơi máy chơi game, mượn, và không thể tự chủ được. Không ngờ Nobita lại đến phá hoại mọi chuyện. Gắn chip, mẹ hổ đáng sợ hơn hổ béo đến giáo dục con trai. Nobita trở thành một con hổ béo khác. Nhưng khi tôi nghe tin Shikam-chan đang quay phim trong công viên, máy chơi game và các thứ không có mùi thơm chút nào, Lan Béo và cô con gái nhỏ tiếp quản toàn bộ quán cá, muốn ăn uống miễn phí và đón gái. Đánh giá cao khẩu phần sống động, ăn sashimi mới nướng, nhưng Nobita đang đi ngang qua, nhưng nó đã thu hút Fatty Blue. Fan dạo này điên cuồng quá, công viên bị bao quanh hoàn toàn bởi nước, cậu bé hoàn toàn không thể nhìn thấy nó. Giám đốc ra lệnh, Shikam-chan đã bước vào giai đoạn biểu diễn ở cấp độ diễn viên. Fatty Lan là một fan cuồng nhiệt của Shikam-chan, tôi thậm chí không muốn Xiaomi nữa. Nobita lấy con chip ra, đăng ở lối vào công viên, hãy hành động và đi thẳng đến khu vực dọn dẹp. Lao vào công viên với những bước chân cuồng nhiệt, nhưng công viên đã vắng rồi. Xanh béo chợt nhận ra, dành riêng công viên, tất nhiên là Shikam-chan đã rời đi. Fatty Blue sẵn sàng giết Xiaomi. Nobita bị mất mắt nai nhưng gặp được vợ trên đường. Vì TV ở nhà Tsubeba bị trục trặc, Nobita chỉ muốn lãng mạn với vợ mình. Không ngờ học sinh đứng đầu lại bất ngờ xuất hiện. Shizuka lại bị bắt cóc. Nếu bầu trời có tình yêu thì bầu trời cũng sẽ già đi. Nobita phải tàn nhẫn khi ra tay. Cốt truyện có một bước ngoặt đáng ngạc nhiên khác. Bố không cho học sinh giỏi yêu. Nobita giành lại quyền làm chủ của vợ. Không ngờ hôm nay Shizuka lại có tiết học piano. Nhưng giây tiếp theo, mẹ chồng đã gửi cho tôi một tin vui. Thoát khỏi cảnh độc thân là điều quan trọng nhất. Thực hiện các bước để tán tỉnh một người bạn đời. Có một cuộc hẹn hò hoành tráng, vé xem phim đã được bán hết, nhưng đừng hoảng sợ khi có chuyện gì đó xảy ra, thổi bằng miệng lớn, gắn chip, dù là bom tấn Oscar nào, Nobita có khả năng đặt địa điểm, nhưng địa điểm đã được đặt trước và không có lời đề nghị nào được đưa ra. Nobita, cậu chỉ đang cố lừa tôi thôi, nhưng Nobita chỉ đẹp trai có 3 giây thôi, vừa ra khỏi rạp, bị báo chí hiện đại trừng phạt, có lẽ đây là hậu quả của việc không cầu hôn khi đặt địa điểm. Vậy các bạn có biết người đàn ông này là ai không? Nếu bạn thức dậy, tôi phát hiện ra rằng tôi đã quên làm bài tập về nhà, các em sẽ giải quyết nó như thế nào? Những đứa trẻ bình thường thích đến trường. Hơn nữa, Nobita coi việc không làm bài tập về nhà như một thói quen hàng ngày. Rõ ràng là tôi cảm thấy muốn học ngày hôm qua, nhưng cuối cùng tôi lại thua vì quá ham chơi. Nếu một ngày nào đó Chúa sẵn lòng ban thưởng cho Nobita, mọi thứ sẽ chẳng là gì. Lan Béo không còn cách nào khác đành phải lấy hạt dẻ trì hoãn trước ra, hét thật to lên trời, vừa chỉnh lại thời gian, trì hoãn nộp bài tập về nhà một ngày. Tôi nghe nói hôm nay bạn không phải nộp bài tập về nhà. Toàn thân Nobita không được khỏe, tôi phải ra ngoài và trở thành một nhóm sinh viên khốn khổ một lần nữa. Tôi thấy Nobita đang đuổi theo tôi. Shizuka hét lên và bỏ chạy. Gặp Nobita có nghĩa là đến muộn. Đây là luật cổ xưa. Shizuka là một học sinh giỏi và chắc chắn sẽ làm bài tập về nhà. Không ngờ hai ông chồng hổ của bộ ba cặn bã. Anh ấy thậm chí còn bỏ rơi bạn bè và làm bài tập về nhà. Nhóm sinh viên thanh niên ba phế thải bị giải tán ngay tại chỗ. Đến trường, chỉ có Dacian là một loại khác. Không ngờ thầy lại đổi môn, đổi chủ đề sang ngày mai. Nobita được thầy khen ngợi vì hành động tử tế như một vị Bồ Tát sống. Xúc động đến mức khiến Nam Nhi phải khóc. Hãy vui vẻ cho đến khi tan học. Hôm nay lại có thêm một người tốt nữa. Nobita rốt cuộc không phải là một đứa trẻ cầu tiến. Hơn nữa, tôi có tất cả đạo cụ trong tay. Béo xanh ngây thơ quá, tôi vẫn muốn lấy lại đạo cụ, nhưng đạo cụ lại nằm trong tay Nobita. Tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi tôi được chơi theo một cách mới như mong đợi. Ngày trả lại đạo cụ đã bị hoãn lại một ngày. Nobita hạnh phúc như một vị thần. Fatty Blue có thể sử dụng đôi chân của mình để tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thời hạn nộp bài bị đẩy lùi nhiều lần, nhưng có một lỗi trong đạo cụ, bạn không thể sửa đổi điều tương tự hai lần. Xanh béo chờ đợi Nobita thông minh nhưng lại bị nhầm là thông minh. Nobita bước hai bước một cách bảnh bao, cứ dẫm lên con chó hung ác. Thời điểm quan trọng, bạn chỉ có thể trì hoãn việc bị chó cắn trong một ngày. Hy vọng chú chó này chỉ có 9 giây trí nhớ. Làn sóng này chưa kết thúc, làn sóng khác lại nổi lên, bị một quả bóng đập vào có thể trì hoãn một ngày. Newton đã phải nhấc tấm ván quan tài lên mới nhìn thấy nó. Thảm họa góc dáng khiến Nobita khốn khổ, nhưng Nobita gặp nhau để chiêu mộ và triệt hạ. Đến nhà vợ tôi, cửa sổ cũng đóng, cửa cũng bị khóa. Dacian quyết định trình bày thời gian, các tờ giấy đã được di chuyển, bóng chày đến không được mời. Mẹ chồng lên tầng 2, rơi thẳng xuống đất. Tôi phải tiễn con rể tương lai của mình đi. Bi kịch, thật là bi thảm. Để thoát khỏi xiềng xích của số phận, Nobita quyết định tiếp tục tự sát. Chỉ là con đường giữa kẻ thù rất hẹp. Cú tấn công bằng quả bóng nhỏ của Nobita, nắm đấm hổ béo giết chết người, nhưng đã bị Nobita trì hoãn 15 phút. Nobita cũng hư hỏng khá nhiều. Anh ấy thực sự đã yêu cầu giáo viên của mình làm người bảo vệ pháp luật với thầy như chiếc chuông vàng. Ngay cả FAT Tiger cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm bằng đôi mắt to. Không ngờ giáo viên đột nhiên chuyển chủ đề, muốn ra ngoài giao cái gì đó. Giáo viên đã cho tôi một cái gì đó, đó là cuộc sống mà Nobita đã trao cho bạn. Thấy rằng việc giữ người trong miệng không có tác dụng, FAT Tiger cũng vào chế độ chiến đấu. Nobita chỉ có thể vào lại chế độ tư vấn, ngồi lại và đợi thời gian trôi qua. Hãy nhìn Nobita hôm nay làm việc chăm chỉ đến không ngờ. Cô giáo quyết định khen thưởng, đó là đi ra ngoài và đích thân mua một chai nước uống. Nụ cười hài lòng của hổ béo khiến Nobita sợ đến mức nghẹn giọng. Lúc này đúng 15 phút, chứng kiến con tôi bị nhốt vào chiêu hua. Xanh béo đã nói câu tục ngữ đó, không phải là bạn không báo rằng thời điểm chưa đến. Chồng tôi lại đến Versailles, hoặc bố tôi có hàng loạt bạn bè, thiết kế một kiểu trang điểm Halloween tuyệt vời cho chính bạn. Một cái bẫy được giao đến tận cửa nhà bạn. Nobita không phải
phải là người yêu thân thiết nếu không giúp đỡ. Mặc dù tiểu thư không cao, chân ngắn nhưng rất nhanh, chỉ 10 giây, vừa trở lại với lớp trang điểm. Sau khi lừa dối chồng, Nobita quyết định lừa dối mẹ mình. Tiền tiêu vặt không phải là thứ bạn có thể có nếu muốn, nhưng giây tiếp theo, mẹ trở thành đại sứ để trải tiền. Một khi bạn nhận được tiền, bạn sẽ không còn hạnh phúc nữa. Phim hoạt hình rất cần thiết, tình yêu nảy nở giữa nam và nữ chính trong quá trình trốn thoát. Nobita và hai người nhìn nhau đầy yêu thương, nhưng vào thời điểm sinh tử, hẹn gặp bạn vào tuần sau nhé. Người bình thường có thể đợi ai? Sử dụng đạo cụ trong tay để kích hoạt xem trước theo yêu cầu. Trở lại thời điểm quan trọng của sự sống và cái chết, nam chính nhảy xuống tầng 2, chạy trốn cùng nữ chính. Nobita vẫn muốn làm điều tương tự. May mắn thay, Patty Blue nhạy bén hơn. Đêm khuya, tất nhiên là Nobita đang chơi đùa trên biển đã không làm bài tập về nhà. Tôi muốn thấy Nobita bị lừa, không ngờ đại hùng có mạch não kỳ lạ. Thực ra tôi đã ước được quay lại vào tối mai. Vì vậy nếu bạn bè cũng có chỗ dựa này, bạn sẽ ước điều gì? Đây lẽ ra là một sự kiện đua xe bình thường, nhưng nó đã trở thành một tốc độ sống tốt nếu bạn có thể sống sót. Mới một giây trước còn đi qua biển hoa, giây tiếp theo, tôi đã ở trên cây cầu ván đơn, và kẻ đứng đầu âm mưu này thực ra chính là nó. Những đứa trẻ bình thường thích đến trường, hơn nữa Nobita, mỗi ngày vào lúc 2 giờ có một tia sáng. Khung cảnh đã thấy đủ rồi. Tất nhiên tôi không thể hiểu được rằng Fatty Blue không đến trường, nhưng ít nhất nó có thể thay đổi được khung cảnh. Hãy để Dacian đi đến cuối con đường. Nobita tưởng mình bị lừa, nhưng giây tiếp theo, đến nhà vợ tôi. Đây rõ ràng là con đường dẫn đến tình yêu. Shizuka liếc nhìn sang bên, cũ quá, cạnh nhà có phố thương mại. Hai chồng hổ cũng đuổi kịp chuyến tàu cuối cùng. Tôi vừa gặp Nobita một giây trước. Giây tiếp theo, con đường phía trước biến thành ngọn núi phía sau. Giây tiếp theo nó lại thay đổi. Người đi trên đường quê, cảm ơn màu xanh béo, có vẻ muộn. Bản đồ di động Blue Fatty, trường học ở đây, cả chồng và hổ đều sốc. Cuối cùng cũng đến ngày tan trường, mọi người tập trung tại nhà đại hùng. Béo Lan lấy ra bản đồ di động, chỉ cần thay gạch, chỉ cần trao đổi địa điểm, bạn có thể thay đổi nó ở bất cứ nơi nào bạn có thể tìm thấy nó trên bản đồ. Chồng gợi ý đua xe drag cho học sinh tiểu học, bạn bè đánh nó ngay lập tức để không ảnh hưởng đến thế giới thực. Lan béo lấy ra lối vào thế giới gương, đi qua gương và đến với thế giới trong gương. Mọi người động não nhé, để tạo ra đường đua thú vị nhất. Nam thanh niên lấy ra chiếc xe mô hình nhập khẩu từ Pháp, kết hợp với hiệu ứng đèn phóng đại, cuối cùng cắm radar. Đội mạnh nhất đã sẵn sàng để hoàn thành. Mục tiêu đầu tiên là thắng cảnh núi Phú Sĩ của Nhật Bản. Người đầu tiên quay lại sẽ thắng. Khi đèn xanh bật, chiếc xe đua tuột dây. Về phần Nobita, ô tô bị đâm chết ở vạch xuất phát. Fatty Blue chịu trách nhiệm theo dõi bản đồ. Hổ và chồng dẫn đường, chạy qua cầu cảng phức tạp, lại qua cầu vượt biển. Lúc này, Nobita cuối cùng cũng đuổi kịp, và khung cảnh phía trước còn thú vị hơn nữa. Vượt qua biển hoa, đi trên con đường âm nhạc, đi qua sân chơi, một chuyến tàu lượn siêu tốc điên rồ khác, ngắm nhìn núi Phú Sĩ ngay trước mặt bạn. Nếu không có gì xảy ra thì sẽ có tai nạn. Con thú thần thoại thực sự đã đến một thế giới khác. Béo Lan vừa hét lên, bạn bè chạy vui vẻ. Mọi người đều muốn có một danh hiệu, nhưng giây tiếp theo, con đường phía trước đã thay đổi. Xe thể thao trên cây cầu gỗ trên núi, đến hổ béo cũng phải sợ hãi. Shizuka liếc nhìn sang bên, phía trước thú vị hơn. Trong hang tối, người chồng sợ hãi đến mức muốn về nhà tìm mẹ. Cuối cùng cũng tới lối ra, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đó là Julian. Tất cả điều này là công việc của những con thú thần thoại. Nhưng ngay cả khi bạn có một cây gậy lớn trong tay, Fatty Blue vẫn bị đánh bại hoàn toàn. Một bức tranh hài hòa như vậy, họ lập tức đuổi Lan béo đi trong một đợt. Lúc này, những người bạn của chúng ta vẫn đang chạy đua với tốc độ sinh tử, nhảy qua vòng lửa, bay qua cây cầu gãy, cuối cùng đã hạ cánh. Phía trước là vực thẳm, điều khiển từ xa cũng bị lỗi, anh sắp bị biến thành một kẻ cặn bã. Fatty Blue đã hành động kịp thời. Khi bạn mở mắt ra lần nữa, sự kết thúc đang ở phía trước. Nobita và Fat Tiger là những ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng nếu bạn muốn giành chiến thắng, đừng dựa vào sức mạnh mà dựa vào phương tiện, vũ khí bí mật của chồng tôi. Tôi chỉ muốn mạng sống của Fat Tiger. Chồng tưởng ổn định, không ngờ sức sống của hổ lại ngoan cường. Những gì là của tôi là của tôi, của bạn hay của tôi. Huji bấm ngẫu nhiên, hai người họ đã lên thiên đường. Tôi tưởng nhà vô địch đang đến trước cửa nhà tôi. Bạn có thể lái xe mà không cần nhìn đường. Người thân rơi nước mắt. Fatty Blue tưởng mình sẽ được biến thành chú mèo may mắn. Không ngờ học sinh tiểu học ngày nay lại thích sự sôi động, háo hức làm điều đó một lần nữa. Nhưng Lan béo nói nên thả con mèo này đi. Nếu bạn bè đến để thiết kế nó, xe sẽ được đua ở đâu? Bạn đã từng xem một buổi trình diễn thời trang nào của Victoria's Secret như thế này chưa? Dù mỗi bộ quần áo đều lỗi thời, nhưng gộp lại, chỉ là một thời trang khác. Nhưng khi nói đến tính khí, Fat Tiger biết cách xử lý SS, và người thiết kế show diễn thời trang này không hề thua kém những tên tuổi lớn chính là Siafu. Nhưng trên thế giới không có buổi biểu diễn nào miễn phí. Điều này thực chất là để tạo đà cho thương hiệu Siafu Cabana của anh ấy. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghe nói về nó, nhưng điều đó không ngăn được Fat Tiger ngầu lên. Cô bé có ước mơ nhỏ và ước mơ lớn. Cô muốn trở thành nhà thiết kế thời trang trong tương lai, và sử dụng
sở thích của riêng bạn để dẫn đầu xu hướng. Nobita không chịu nổi nên chỉ biết trách chàng trai trẻ lấy quần áo lỗi thời mặc vào người, nhưng thời trang được tái sinh. Ví dụ, quần áo từ 30 năm trước, bây giờ một ngày nó đột nhiên trở nên phổ biến trở lại. Nếu chỉ vậy thôi, Nobita nghĩ mình cũng có thể trở thành bậc thầy thời trang. Thế là cuộc cá cược giữa chồng nam và nữ về thời trang bắt đầu. Một chút về thời trang, mặc dù Nobita không hiểu, nhưng Nobita vẫn nhớ lời khôn ngoan của Tiểu Phúc. Thời trang là sự tái sinh, thời trang là chu kỳ. Tôi tưởng mẹ tôi sẽ tặng vài bộ quần áo cũ, không ngờ bộ quần áo cũ quý giá nhất của mẹ lại, thực ra nó là chiếc mũ trẻ em ở lớp mẫu giáo của Nobita. Về phần ông bố quê mùa, ông có một chiếc quần ông đã mặc suốt 15 năm, kiểu dáng không đẹp, mùi khá nồng. Vì cha mẹ không đáng tin cậy nên Nobita chỉ có thể dựa vào chính mình. Nhưng làm sao những thứ do học sinh tiểu học làm ra lại có thể hợp thời trang được? Béo Lan không còn cách nào khác đành phải rút đường dây nóng thời gian ra. Đây là số điện thoại có thể sử dụng để mua sắm trực tuyến với các cửa hàng trong tương lai. Chỉ cần sử dụng nó, bạn có thể đổi quần áo cũ của Nobita lấy quần áo thời thượng ngày xưa. Sau đó chụp ảnh Nobita, tôi mặc kiểu nước muối Scotland trên người. Mặc dù là trang phục từ những năm 1980 nhưng nó không hề thua kém trang phục ngày nay. Nobita muốn trở thành người con hiếu thảo, tặng bố một bộ đồ xấu phong cách thập niên 80. Đây không phải là người cha làm xấu mặt ba học sinh giỏi sao? Nobita cũng muốn thử nhiều phong cách hơn. Kết quả là mẹ tôi đến chợ rau, anh ấy đã trở nên như thế này. Và hậu trường màn thay đồ của Nobita, tất cả đều trong mắt chồng tôi. Shizuka tình cờ đi ngang qua vào lúc này. Tôi trực tiếp cột tóc đuôi ngựa thời trang cho Shizuka. Bộ trang phục này bây giờ trông vẫn còn tốt. Mức độ ưa thích của Nobita tăng lên một, nhưng tôi sẽ không dễ dàng bỏ cuộc. Anh trực tiếp nhờ mẹ nghĩ ra bộ đồ gây sốc nhất. Chưa kể, chồng tôi thực sự có đấy, đúng phong cách vũ trường hộp đêm. Nhưng mẹ còn có một mẹo khác. Phong cách hippie này có thân hình hổ béo, thu hút cô gái sinh con kỹ độc cho hổ béo. Để không đánh mất danh hiệu fashionista, Nobita một lần nữa hành động như một anh hùng văn chương. Trái tim con gái thật hay thay đổi. Dù hổ béo đã mất đi cô gái của mình, nhưng người chồng mất mặt, nam thanh niên lục lọi hộp tủ, tôi thậm chí còn muốn thực hiện một cách tiếp cận kỳ lạ. Nhưng ánh sáng vàng, nó khiến chồng tôi cảm thấy vụ cá cược này an toàn. Nobita lại thể hiện phong cách quý tộc của mình, nhưng tôi luôn cảm thấy nó chưa đủ cổ điển và tôi sợ rằng chiến thắng sẽ không ổn định. Tôi sợ Nobita sẽ đánh giá không tốt. Dịch vụ khách hàng cho biết họ sẽ tìm kiếm những bộ trang phục cổ nhất cho Nobita. Buổi trình diễn thời trang của cả hai cuối cùng cũng bắt đầu. Người xuất hiện đầu tiên là chồng hổ, vàng 24K để tạo ra senseiya, cộng với một chiếc mũ bảo hiểm có huy hiệu của gia đình Siafu và một thanh kiếm có thể gọt táo. Tóm lại chỉ có ba chữ: có tiền thì sẽ tùy hứng. Tôi tưởng tình hình này đã ổn định, nhưng Đại Hùng cũng không phải là người nhàn rỗi. Thời kỳ đồ đá Ackerman quần áo thời trang. Tại thời điểm này, bộ phận chăm sóc khách hàng đã gửi một cái khác nguyên bản hơn. Vậy quần áo nguyên thủy nhất là gì? Được khen ngợi vì đạt điểm không trong bài kiểm tra, anh ta không bị đánh khi khiêu khích FAT Tiger. Nói thầy vô lễ hóa ra lại là bạn thân. Lần này là loại chỗ dựa kỳ lạ gì vậy? Chơi bóng cùng hổ béo, chúng ta phải có ý thức về sự sống và cái chết. Không ngờ Umeka Phát Di lại giết chết anh ta chỉ bằng một đòn. Bí mật ám sát FAT Tiger, đánh bại nó và hẹn hò với nó. Anh béo dễ thương quá, mỗi lần cắn một miếng, anh chàng đẹp trai, tôi sợ quá, hãy nở một nụ cười lần nữa. Hổ béo có giận đến đâu cũng không thể đánh người đang cười. Nghe hổ béo được gọi là tiểu béo, Nobita và cả hai đều sốc, nhưng hổ béo không bận tâm. Nobita không thể chủ động giết người, không ngờ kỹ năng của Nobita quá đỉnh. Thấy FAT Tiger sắp tấn công mạnh mẽ, sự tinh tế về phía tây và hiệu ứng về phía đông của Nobita, nhưng lại bị đập thành chiêu hô. Tâm trạng của Nobita giống như mất đi một trong 9 chiếc xe lăn, 8 đường áp lực, ai có thể đổ lỗi cho điều này? Chỉ là Nobita có cái mặt khiến mọi người khó chịu thôi. Đi tắm khi bị bỏng, nhảy sào bị gãy xương, cú chạm của mèo Nobita quá nhờn. Lan béo không còn cách nào khác đành phải lấy ra thuốc không thể ghét. Chỉ cần ăn nó, mọi người sẽ yêu bạn và hoa sẽ nở. Ăn một miếng, trong mắt Lan béo, Nobita là thế này. Bây giờ Nobita lại tìm đến cái chết, lại nhổ râu hổ, mở miệng lần nữa, có thể bị chuột tấn công, hay đuổi Lan béo đi trong một đợt. Nobita vừa bước xuống lầu vừa lạnh lùng. Khi tôi gặp mẹ tôi, bà muốn trở thành văn cung mang. Không ngờ Nobita lại chọn tích cực. Hãy đến phòng khách. Mơ thấy bài thi không điểm lại bị phát hiện. Nobita chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Mẹ tôi cười như mẹ. Hãy để Nobita chơi theo ý cậu ấy. Nobita đã tới bờ sông. Chỉ là một cú đá cũ. Uống thuốc. Thấy cơn giận của FAT Tiger đã thành hiện thực. Nobita chỉ là một người thân thiện. Chỉ cần tiết kiệm trong ngày, không ngừng làm một việc và hai việc. Chơi graffiti trên mặt FAT Tiger. Thật là một cơ hội được chú ban. Làm sao tôi có thể đứng nhìn? Nhưng bị đánh đập đau đớn đến mức không thể có con. Mọi người cảm thấy sảng khoái khi những sự kiện vui vẻ xảy ra. Không ngờ thầy đến không mời. Nobita thậm chí còn không nghĩ tới điều đó và cậu ấy lại ăn thêm một miếng nữa. Thực ra anh ấy còn nói miệng thầy giáo trông giống miệng bà già ở cổng làng. Thầy không những không tức giận, và cậu ấy với Nobita là anh em, lắng nghe nhiều hơn ý kiến của sinh viên. Cả Tiger và chồng đều choáng váng. Thật là một cơ hội được chú ban. FAT Tiger muốn biến lớp toán thành buổi hòa nhạc của riêng mình. Anh ta thậm chí còn đánh vào ngực giáo viên bằng nắm tay nhỏ bé của mình. Kết quả có thể được tưởng tượng. Nobita trôi đi khi chạm trán khoảnh khắc
mắt nổi bật. Tôi nghe nói FAT Tiger đang đối mặt với nguy cơ sinh tử, cho nòng nọc vào ấm. Tôi thậm chí còn bị mẹ hổ làm ngạt thở. Hổ béo sợ số phận của mình sẽ như con nòng nọc. Nobita quyết định trở thành người công cụ của FAT Tiger, nhận hết trách nhiệm về FAT Tiger, ngay cả mô hình mà tôi đã phá vỡ, món ăn nhẹ bí mật của Ancient. Đại hùng có thể tự mình gánh vác tất cả, không có anh hùng vĩ đại nào trong các vị thần. Nobita bước hai bước một cách bảnh bao, nhưng tôi nhận ra rằng tôi đã uống hết số thuốc. Về nhà, Fatty Blue vẫn đắm chìm trong nỗi sợ chuột và không thể tự giải thoát. Nobita không còn cách nào khác đành phải tự mình giải quyết vấn đề để đảm bảo đủ cơm ăn áo mặc. Lấy ra một tấm ván, cảm thấy buồn chán, nhưng vừa định đi ra ngoài, bị tấn công bất ngờ. Trẻ con thực sự không hiểu được tính khí của phụ nữ. Chứng kiến mẹ thăng cấp thành hoàng hậu tối thượng, Nobita chỉ có thể trốn thoát. Fatty Blue cuối cùng cũng được hồi sinh với đầy đủ máu, nhưng nhìn những viên thuốc trên mặt đất, Béo Lan đột nhiên cảm thấy đau đầu. Lúc này, Nobita đang bị cà rốt, cá muối và cây gậy truy đuổi. May mắn thay, Nobita di chuyển một cách quyến rũ, nhưng thoát khỏi con người, nhưng không thể thoát khỏi thú cưng. Sau khi bắt được con mèo, con chó đuổi theo, ngay cả những đứa trẻ cũng giơ nắm đấm nhỏ bé vào Nobita. Nobita thoát chết, cuối cùng đã đến bãi đất trống, có thể nhìn vào sự phản chiếu trong nước. Bản thân Nobita cũng cảm thấy buồn nôn. Làn sóng này nối tiếp làn sóng khác, mới một giây trước anh ấy còn rất thân thiện, giây tiếp theo mọi người sẽ trở nên xấu xa, thậm chí vợ tôi còn hét lên biến đi. Lúc này, Mập Mạp mang đến tin tức bùng nổ, hóa ra Đại Hùng đã nuốt phải viên thuốc khó chịu, mức độ kinh hoàng. Tôi tưởng Fatty Blue ở đây để cứu vãn tình hình, không ngờ tác dụng của thuốc quá mạnh, Fatty Blue cũng gia nhập phe địch. Nobita nuốt một viên thuốc, hiệu quả sẽ kéo dài bao lâu? Nếu khoe khoang có cấp bậc, các bạn nghĩ mình sẽ ở cấp bậc nào? Hình dạng khuôn mặt mang tính biểu tượng với cái miệng nhọn và đôi má khỉ. Nobita bị mù mặt, không ngờ lũ trẻ không chỉ biết đến Nobita, vẫn đầy tiếng chim hót. Dù chồng tôi có xuất hiện, buổi trình diễn của người mua và buổi trình diễn của người bán đều ở ngay trước mặt bạn. Vẫn chưa có người như vậy trong ký ức của Nobita, không buông chuyện là lãng phí thời gian. Nhưng Shizuka có trí nhớ tuyệt vời, hóa ra đây là anh trai Xiao của tôi sống ở Mỹ, nhưng tôi vẫn chưa chào hỏi. Anh bị chồng bắt đi, hành vi kỳ lạ của chồng tôi khiến bạn bè nghi ngờ, nhưng chàng trai trẻ có tiếng tốt, đây là mong muốn bảo vệ từ anh trai tôi. Không ngờ Tiêu Triết còn muốn tổ chức tiệc gia đình với một gia đình giàu có. Người chồng tức giận đến mức nhảy múa tại chỗ. Anh có linh cảm rằng sẽ có chuyện chẳng lành xảy ra. Tôi chỉ biết ôm tay và đầu gối cầu cứu Lan Béo. Mọi người khó chịu hơn những người khác, gia đình chồng tôi đã trở nên giàu có hơn bất cứ ai trong nước. Không ngờ nguồn tài chính của gia đình Tiêu Triết, ngay cả khi thần tài đến, anh ta cũng cảm thấy thấp kém. Chúng tôi có mọi thứ từ máy bay của riêng mình đến những ngọn núi phủ tuyết. Chồng càng nói càng hưng phấn, không quan tâm đến cảm xúc của người nghèo chút nào. Chỉ vì vấn đề răng miệng, chồng trẻ tự nhận mình là bậc thầy trước mặt em trai, nhận bài kiểm tra điểm đầy đủ mỗi ngày. Chị dâu tôi vốc một nắm, tình cờ chạm vào mông Huji, thật là một con bò cường điệu 13. Anh trai tôi thực sự tin điều đó. Đó là lý do tại sao tôi giấu em trai mình, đừng để anh ấy gặp gỡ công chúng. Tôi sợ rằng nhân cách cao cả mà tôi đã xây dựng sẽ sụp đổ chỉ sau một đêm. Không ngờ bị chồng đá thẳng vào mặt. Tôi muốn Nobita và hai người cùng nhau hợp tác để tạo nên một nhân vật hoàn hảo. Những lời này giống như một đôi bàn tay lợn béo ngậy, rất kinh tởm. Nhưng ngay cả khi chồng tôi cực kỳ ngoan đạo, chạm đất bằng trán, vẫn bị mời ra khỏi nhà. Người ăn dưa ăn hồng dưa, người ăn dưa tràn đầy năng lượng khi lướt sóng, lấy vệ tinh gián điệp ra. Shizuka từ chối, học sinh giỏi từ chối, FAT Tiger thậm chí còn giết người bằng nắm đấm của mình. Chỉ là tính cách vợ tôi tệ quá thôi. Chồng vừa thoát khỏi miệng hổ, lại một năm xui xẻo và thầy cô về thăm nhà. Nội dung vẫn ngang hàng với Nobita, bi kịch, thật là bi thảm. Lúc này Tiểu Triết tới, mời Nobita tới bữa tiệc gia đình. Nobita học từ Tiểu Triết, trong mắt Tiêu Triết, chồng tôi như thần tượng. Đó là mục tiêu cuộc sống của bạn, để không phá hủy ước mơ của trẻ em. Lan Béo không còn cách nào khác là phải đuổi kịp Xiao, gửi nắp đèn ấn tượng, tên hay cho nó. Trẻ em cũng cần phải dũng cảm chạy theo xu hướng thế giới. Còn đây là loại mũ gì? Giữ nguyên, chồng còn muốn lừa cô giáo là mẹ không có ở nhà. Mẹ đã chủ động đến đưa đầu con đi, thầy vừa nói. Sự xuất hiện của Xiao lại kết án tử hình Xiafu. Khoảnh khắc sống chết, một ánh sáng thiêng liêng bắn ra. Thầy giáo lập tức thay đổi sắc mặt, gọi tôi là chồng không biết là một. Tôi có thể giới thiệu anh ấy với Đại học Tokyo. Anh ta đơn giản chỉ là học sinh đứng đầu 3.000 năm mới gặp một lần. Người chồng hoàn toàn sốc, thì ra đây chính là chức năng của chiếc mũ. Chồng vẫn còn bối rối. Xiao muốn xem lại cung phu Trung Quốc của Xiafu. FAT Tiger đến đúng lúc để giết ai đó. Một tia sáng thánh thiện, chiến thần hổ béo quỳ xuống cầu xin sự thương xót. Hét một tiếng, hắn quay người bỏ chạy. Chàng trai gặp cô gái trên đường. Một ánh sáng thiêng liêng khác, cô gái thi nhau xin chồng gội đầu. Đưa ra yêu cầu như vậy giữa thanh thiên bạch nhật. Người chồng yêu cầu Tiểu Triết sơ tán ngay. Không ngờ Tiêu Triết lại rời đi. Các cô gái cũng giải tán.
hổ béo dẫm phải chân già, tôi phải trả thù cho mình bằng cách quỳ xuống, cú đấm khiến chồng đau đớn và hiếm muộn. Lúc này Tiểu Phúc mới nhận ra mình đã bị Tiêu Triết ảnh hưởng. Tiệc gia đình được tổ chức theo lịch trình, các chàng trai đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng người chồng đã có một chút suy nghĩ. Để trở thành bậc thầy, tôi muốn được gắn bó với anh trai mình và dành phần đời còn lại bên nhau, rồi cuộc sống hoàn hảo mà bạn bè tôi tưởng tượng, nó trông như thế nào?